Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Hiện nay, các cấp đảng đang tiến hành đại hội để tiến tới đại hội đại biểu đảng toàn quốc. Các tổ chức, trang mạng phản động cùng các thế lực nhân danh trí thức, nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền lại kéo nhau ngoi lên để ra sức viết bài, xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá. Bên cạnh một số chiêu trò cũ như là xuyên tạc về công tác nhân sự, lợi dụng việc góp ý văn kiện để nhằm mục đích đòi đa nguyên, đa đảng, thì năm nay còn một cái cớ nữa để gây mất niềm tin của nhân dân vào đảng, nhà nước, đó là lợi dụng dịch COVID-19. Núp dưới nhiều bài viết dạng tin giả hoặc chia sẻ tin giả, rồi thêm thắt, tô vẽ thêm những chi tiết hoang đường nhằm gây hoang mang cho người dân, gây phức tạp hơn cho các hoạt động phòng chống dịch, và đặc biệt nguy hiểm là khiến người dân mất niềm tin vào đảng, nhà nước và quân đội. Chương trình Nhận diện sự thật ngày hôm nay sẽ làm rõ những thủ đoạn âm mưu này. Sau khi Bộ Chính trị ban hành quy định về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngay lập tức, một số đối tượng đã phát tán tài liệu có nội dung xuyên tạc liên quan đến nhân sự chủ chốt. Kịch cũ lặp lại, dường như các đối tượng này vẫn nuôi hy vọng có thể gieo rắc vào đầu người đọc, người nghe những tư tưởng sặc mùi phản động mà lâu nay, qua thời gian và bằng thực tế, đã nhiều lần bị vạch rõ âm mưu. Liên tiếp các bài viết có những tiêu đề giật gân và gây tò mò như thế này được tung lên mạng xã hội. Nội dung của chúng đều đậm màu xuyên tạc rằng những tiêu chí các chức danh lãnh đạo đảng, nhà nước nhiệm kỳ tới không có giá trị và không có gì làm chuẩn để so sánh. Đồng thời dự báo Đại hội 13 của Đảng sẽ không nhất thể hóa Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam chuyên quyền độc đoán. Rồi từ những bài viết trên, chúng tiếp tục tung tin về nhân sự giữ các vị trí lãnh đạo đảng, nhà nước sau đại hội. Có thể thấy, nhân sự vẫn là vấn đề mà các thế lực này luôn luôn nhắm tới mỗi khi đại hội đảng chuẩn bị diễn ra. Thứ nhất là vấn đề nhân sự. Trong đó là họ đưa ra những cái thông tin nhiễu hoặc là những cái bình luận mang tính chất ác ý, xuyên tạc. Thậm chí là biến cái hoạt động mà tổ chức nhân sự của chúng ta trở thành những hoạt động mang tính chất bè nhóm và hoặc là làm hủy hoại cái uy tín của những người mà được đề cử. Thì nó tạo ra một cái không khí mang tính chất gọi là căng thẳng, không đoàn kết, không nhất trí, nghi ngờ, gieo rắc cả nỗi sợ hãi. Bên cạnh xuyên tạc công tác nhân sự thì việc lợi dụng góp ý vào văn kiện đại hội cũng theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, từ nay cho đến khi đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra thì các đối tượng này sẽ còn tiếp tục tung tin bịa đặt. Và phương thức thì không chỉ dừng lại ở những bài viết, phân tích trên báo mạng, mà dự báo sẽ còn nhiều thủ đoạn mới, tinh vi hơn. Có thể xuất hiện một số những hoạt động mang tính chất gọi là có tổ chức, ví dụ như là hội thảo khoa học, hoặc là những cái nhóm gửi thỉnh nguyện thư, hoặc là thông qua những cái hoạt động mà mang tính chất gọi là họp xuyên biên giới để tạo ra cái hình ảnh là thế giới nói về đại hội. Thậm chí đó, không chỉ là họ trực tiếp viết bài mà còn thông qua hoặc là cung cấp tài liệu hoặc là mớm lời cho một số những phần tử cơ hội, những người mà tự chuyển hóa, tự chuyển biến đó, họ nhân danh góp ý, nhân danh phản biện để lồng ghép những cái ý tưởng của giới phản động vào trong những cái văn kiện đại hội. Nhận thức rõ tầm quan trọng của một trong những nhiệm vụ mang tính quyết định đến thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh và yêu cầu phải chuẩn bị thật tốt, kỹ càng cả về nội dung báo cáo chính trị và công tác nhân sự. Trong đó, việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí và ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đại hội là dịp để ta sàng lọc cán bộ, chứ không chỉ bàn phương hướng. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ. Trong quá trình thực hiện, phải hết sức thận trọng, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng về công tác cán bộ. Phải thật sự công tâm, khách quan, tuyệt đối không được thiên vị cá nhân. Không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham nhũng tiêu cực. Tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ, quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương, rồi mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sau đó mới đến các chức danh chủ chốt.
đến nay, bằng quy trình chặt chẽ, minh bạch dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác nhân sự Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về cơ bản được hoàn thiện. Cùng với đó, thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc trong đấu tranh chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh trước pháp luật những cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất, vi phạm pháp luật, kể cả đương chức hoặc đã nghỉ hưu, theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ yếu kém, không đủ phẩm chất, năng lực, quan liêu, sách nhiễu nhân dân, đã củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đây là những minh chứng rõ ràng nhất, phản bác lại những gì các thế lực thù địch chống đối đang rêu rao xuyên tạc. Bên cạnh việc xoáy vào công tác nhân sự hay góp ý văn kiện Đại hội 13 của Đảng, các thế lực chống đối tiếp tục sử dụng những luận điệu cũ rích, chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài, độc đoán, rồi lại cổ suý cho cái gọi là đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, hòng xóa bỏ vai trò của Đảng ta. Nhận diện và đấu tranh làm thất bại những âm mưu thủ đoạn này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và được tăng cường ở tất cả các cấp. Đấu tranh tích cực chính là trực tiếp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Lợi dụng việc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã tập trung xuyên tạc, bôi nhọ, vu cáo Đảng ta là độc tài, độc đoán, mất dân chủ. Chúng cho rằng thể chế Việt Nam hiện nay là không phù hợp, chế độ một đảng lãnh đạo, một đảng cầm quyền là trái với nguyên tắc nhà nước pháp quyền. Điều này hoàn toàn trái với bản chất và lý tưởng của Đảng ta. Đảng ta không có một cái đặt ra một cái mục tiêu quyền lợi, lợi ích riêng cho Đảng cái gì cả. Mà mục tiêu lợi ích của Đảng chính là lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Đấy là cái điểm tôi cho rằng là đây nó là một cái quy luật tất yếu. Cái lực thù địch, vì nó là thù địch thì những cái gì của ta làm đúng thì nó phải phá thôi. Một biểu hiện của cái việc chống đối chúng ta trên mặt trận tư tưởng và văn hóa, xuyên tạc, ví dụ như vai trò vị trí lãnh đạo của Đảng, công lao của Đảng. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, cổ suý cho cái gọi là đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Đây là một trong những thủ đoạn quen thuộc trong chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch phản động. Không chỉ được ngụy trang bằng những bài viết kiểu trưng cầu dân ý về vai trò lãnh đạo của một đảng cầm quyền ở nước ta hiện nay, mà chúng còn sử dụng hình ảnh của những người có uy tín, rồi cắt xén, gắn ghép những từ ngữ chê trách về Đảng. Không những thế, chúng còn ra sức phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 và sửa đổi vào năm 2013 tiếp tục là sự khẳng định tính chính danh cũng như vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không chỉ có vậy, mà khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc chính là minh chứng cho sự thống nhất, đồng thuận của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhân dân cũng yêu cầu và mong muốn Đảng ta duy nhất lãnh đạo xã hội và đất nước, lãnh đạo nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay chúng ta phải hết sức cảnh giác và bám chắc vào những cái quan điểm của Đảng ta. Chúng ta dứt khoát không chấp nhận đa nguyên đa đảng, nhưng mặt chúng ta phải mở rộng dân chủ để cho tất cả đảng viên được tham gia ý kiến vào, góp ý vào tất cả các công việc của Đảng và xây dựng của đất nước. Và một mặt chúng ta phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Các phương tiện thông tin đại chúng chúng ta cũng phải chủ động chứ không bị động, không để bất ngờ. Bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, các thế lực thù địch phản động luôn ra sức vu cáo Đảng ta, phủ nhận vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Song, dù có xảo quyệt đến đâu thì chúng cũng không thể làm thay đổi được một thực tế là đất nước ta đang không ngừng đổi mới, phát triển trên con đường mà Đảng ta, dân tộc ta đã lựa chọn và lòng dân tin Đảng đang ngày càng nhân lên. Năm nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, đó là cả hệ thống chính trị vào cuộc để chống dịch bệnh COVID-19. Trong khi chúng ta tiến hành chống dịch như chống giặc, thì các thế lực thù địch cũng triệt để lợi dụng cơ hội dịch COVID-19 lây lan sang nước ta để xuyên tạc chống phá đất nước. Nhiều tổ chức phản động lưu vong như là Việt Tân, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, các đài phát thanh VOA, RFA, Chân trời mới Media, Hội Anh em Dân chủ cùng một số phần tử phản động trong nước
cấu kết Azure, lợi dụng tính năng lan tỏa nhanh của Internet, của truyền thông xã hội như các kênh Google, YouTube, Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận. Họ sẵn sàng và đã chi ra hàng nghìn đô la Mỹ để thực hiện các quảng cáo chính trị trên Facebook nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, bôi đen về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, hàm chứa nhiều nội dung chống phá đảng, chống phá nhà nước. Bệnh nhân số 21 nhiễm COVID-19. Lợi dụng sự tò mò hiếu kỳ của người dân về đời tư của người này, một số trang mạng phản động phát tán thông tin cho rằng bệnh nhân số 21 là cán bộ của Hội đồng Lý luận Trung ương, qua đó tuyên truyền xuyên tạc bản chất của Đảng, Nhà nước, chế độ với các luận điệu như cán bộ cấp cao cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam có lối sống xa hoa, hưởng thụ, không cần khai báo y tế. Đáng chú ý, có 12 đối tượng thường xuyên đăng tải bài viết liên quan đến bệnh nhân số 21, với 2.162 bài viết thu hút 28.997 lượt tương tác, trong đó có 352 bài viết có nội dung tiêu cực, chiếm 16,3%. Trong khi cả nước, các cơ quan chức năng đang gồng mình chống dịch, thì những hành vi này đã tác động tiêu cực đến cuộc chiến chống dịch như chống giặc của cả hệ thống chính trị của ta. Lợi dụng dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngay lập tức, một số đối tượng đã phát tán tin giả để tạo sự hoài nghi là nhà nước ta đã che giấu dịch bệnh, rằng chính phủ bưng bít thông tin yếu kém trong xử lý dịch bệnh, nên để tình hình dịch trầm trọng như bức tranh mà họ đã ngụy tạo. Để gây nghi ngờ và vu cáo Đảng, Nhà nước ta khuất tất che giấu, thậm chí còn xuyên tạc rằng Đảng, Nhà nước đang bận lo quyền lợi cho mình trước đại hội mà quên đi sức khỏe của nhân dân. Là nó như một cái con virus mà làm xói mòn cái niềm tin, và người ta tin vào cái thông tin đó, thông tin mạng xã hội hơn là thông tin chính thống, và người ta cho rằng là chính quyền, cơ quan nhà nước là đang che giấu một cái điều gì đó đấy, và dẫn đến là nghi ngờ, hoài nghi và ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, của nhà nước cũng như là cái minh bạch thông tin. Tuy nhiên, diệt virus tin giả trong dịch bệnh hiện nay, đặc biệt là tin giả có dụng ý, động cơ chính trị hèn hạ, không phải là quá khó. Bên cạnh sự minh bạch thông tin từ nhà nước, ý thức sàng lọc thông tin của người dân, thì hệ thống pháp luật Việt Nam sẽ điều chỉnh những hành vi này. Có những đối tượng là tung cái thông tin và cho rằng là mình đang ở nước ngoài cũng bị tóm. Có những đối tượng thì Photoshop đưa những hình ảnh lên, hình ảnh rất là ảo lên, nhưng cơ quan chức năng vẫn phát hiện ra. Thì cái việc đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội thì đó phải xác định là hành vi vi phạm pháp luật, và hành vi đấy sẽ bị xem xét xử lý tùy vào cái nội dung cụ thể và tùy thuộc vào cái hậu quả cụ thể của hành vi đó. Liên tiếp các cuộc họp của chính phủ nhằm cung cấp thông tin về dịch bệnh và công tác phòng chống dịch của Việt Nam tới người dân. Website riêng chính thức được Bộ Y tế lập ra để chia sẻ các thông tin chính xác, nhanh nhất, kịp thời nhất tới người dân, được cập nhật từng giờ, từng phút. Tin nhắn từ Bộ Y tế được gửi đến từng số điện thoại của người dân hàng ngày. Tất cả đã phản ánh đúng thực tế, Việt Nam đã và đang rất minh bạch về thông tin dịch bệnh. Chính phủ cũng đã công bố các cái thông tin cũng rất là rõ ràng và liên tục cập nhật dịch cúm ở trên thế giới cũng như ở tại Việt Nam. Thế do vậy là qua các cái thông tin đó để chúng ta sàng lọc các cái thông tin mà không chuẩn cũng như là thông tin bịa đặt để nhận biết được thực chất của cái dịch cúm hiện nay. Hiện thực hóa nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, người dân Việt Nam được xét nghiệm miễn phí, điều trị miễn phí. Đây có lẽ là những chế độ mà chắc không nhiều quốc gia làm được. Còn đây là những hình ảnh tại khu vực cách ly tại chỗ. Nhu yếu phẩm, thực phẩm được chính quyền cung cấp đầy đủ đến tay người dân. Người dân chỉ việc yên tâm, chấp hành đầy đủ các quy định về cách ly cũng như phòng chống dịch. Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người dân chúng ta thể hiện bản sắc của tính, của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tô điểm cho bản lĩnh, ý chí, khí chất của con người Việt Nam của chúng ta. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân một ý chí, chúng ta sẽ chiến thắng trên mọi mặt trận, trước mắt là cuộc chiến chống dịch COVID-19. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân một ý chí, chúng ta sẽ chiến thắng. Đây cũng là điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam luôn mong muốn và cùng góp sức xây dựng. Đây cũng là điều mà mỗi lần đại hội Đảng, chúng ta đều nêu bật, làm rõ và giúp sức để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển đi lên, hội nhập chủ động, tích cực, sâu rộng, phục vụ cho chính lợi ích và cuộc sống của người dân.
một vài tiếng nói lạc lõng, đặc biệt là âm mưu thâm độc lợi dụng dịch bệnh để bôi nhọ đảng ta cũng đã bị người dân vạch trần, sàng lọc, không đủ sức để cản đường chúng ta đi. Vì vậy, dù trong bối cảnh diễn ra đại hội đảng hay không, thì chúng ta cũng luôn cần tỉnh táo tiếp nhận thông tin và đặc biệt đừng suy chuyển niềm tin của mình. Yêu nước là cùng nhau dựng xây, chứ không phải khuấy động cho mọi thứ rối ren để trục lợi. Chương trình Nhận diện sự thật xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.